Yamaha BZ1 nha anh em. Con này thì mới 100%, chưa đổ xăng, chưa câu bình. Đó, thì lúc mà nó mới ra nó cực kỳ hot luôn. Ship em chia của người ta giá cũng hơi cao ha. Hôm nay đem ra xả lỗ cho anh em mình luôn. 33 củ năm thôi ha. Giá này em đã bao gồm sức hóa đơn cho anh em mình rồi nha. Anh em về đóng thuế ra tên. Xe mới này thì thuế chắc cũng không nhiều đâu anh em ơi. Rẻ ha. Đây, xe mới 100% luôn, chưa có lọt siêu luôn nha anh em. Còn đầy đủ phụ kiện như là chìa khóa, đầu kiếng đầu đầy đủ nha. Đó. Cái phối màu đen nhám này nhìn thì rất là đẹp luôn ha. Em rất là thích cái phối màu này, nó ngầu. Anh em mình coi nè. Đó. Cái đèn pha của nó nhìn như cái đèn pha của xà lan luôn á anh em. Buộc phóng đồ, nói chung là xe mới mà cũng không có gì để mà tả hết nha. Nó còn mới tinh luôn, nó chỉ xuất xưởng ra năm hình như là 2023. Đó, xe này xuất xưởng ra 2023 ha. Đây, cái đắt vỏ nó 2023 nè. Đó, chỉ mới xuất xưởng năm trước ha. Đầu bò nè. Đó, còn mới tinh nè. Không có gì để tả đâu anh em ơi. Dòng xe này ha, đậu lâu quá thì nó có bụi thôi. Về lau cái là ra. Màu này thì rất là ngầu luôn. Đối với những anh em mình phái dòng leo núi rồi đó ha, chạy mấy xe này, với lại cái xe này tướng cao đồ chạy mới hợp nha anh em. Còn lùng lùng á, chạy có thể là nhón chân á, tại vì dạng như là cái yên nó cao á, cái bánh nó bự á, là cái chiều cao giữa yên với mặt đất á rất là cao luôn ha. Nè, cái gọc bình nó còn nằm ngoài nữa nè, thấy không? Ở xe mới 100%, sử dụng hệ thống FI phun xăng điện tử nè ha. Ok. Đó, thì hôm nay quay clip này thì báo anh em mình giá giảm cho anh em mình ha. 33 năm thôi. Xe này thì ship em lúc trước chia của người ta cũng giá cũng khá là cao á, tàu 37 năm á. Bây giờ đem ra xả lỗ cho anh em mình luôn. Anh em nào phái thì nhắc máy lên alo cho shop em nha anh em. Đó, con này Yamaha BZ1 33 năm, bao sức hóa đơn cho anh em mình nha. Rồi, anh em nào thiện chí cứ nhắc máy alo cho em nhắn nha anh em. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều.